Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần thông tin thương mại. Chúng tôi mời quý vị trở lại với góc thời sự hôm nay của chúng tôi với anh Nguyễn Kim Bình. Thì thưa quý khán giả, thưa anh Bình, dù có ngẫu nhiên hay là sự thật như thế nào, sự liên hệ giữa ông Võ Văn Thưởng và ông Võ Văn Kiệt đó, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng nhiều phần trăm là có sự liên hệ. Có sự liên hệ à, thì mình không biết liên hệ như thế nào, cũng có thể là con đỡ đầu hay là con nuôi à, hoặc là con tinh thần trên phương diện mà đảng đó. Thì ít nhiều gì cũng có sự liên hệ. Mình không dám khẳng định là con của ông Võ Văn Kiệt, nhưng mà có sự kiện đó thì chúng ta thấy là thế nào cũng có một sự liên hệ. Và Sở dĩ mà người ta cứ chúa mũi vào Võ Văn Thưởng đó, trường vâng hợp này á, tại vì mình biết trong cái hệ thống chính trị của Việt Nam, con ông cháu cha thì lúc nào cũng có lợi thế. vâng Ông Thưởng thì cái lý lịch cũng tốt á, con của một gia đình tập kết mà, vâng nhưng mà không phải là con ông cháu cha vâng mà tại sao lại lên quá lệ như vậy vâng so với cái thế hệ của ông, nghĩa là những người mà sinh vào năm 70 đi, giờ này chưa cao nhất là cỡ bí thư tỉnh ủy là cùng à, trong tất cả các bộ trưởng Việt Nam bây giờ cũng không ai trẻ như ông Thưởng á. vâng Thì tại sao một tay trẻ như vậy mà lại được đưa từ trong đoàn thanh niên cộng sản vâng đưa lên là phó bí thư thành ủy, vâng đã là thuộc là trẻ rồi mà được đưa ra Hà Nội ừ từ năm 2016 rồi, đại hội kỳ trước rồi, ra Hà Nội và lên làm trưởng ban tuyên giáo trung ương. ồ Thì thường thường cái những cái ghế trong bộ chính trị là cái lứa tuổi khoảng chừng 55 đến 60 à, thì trong cái thời ông được chọn đi quá lẹ, thăng quan tứ chức lẹ quá, thành ra người ta phải nghi liền. Thì ông này là con ai đó là câu hỏi bình thường ở Việt Nam. Rồi trong tất cả những người mà có thể mà bị quy chụp á, thì ông Kiệt là cái người mà bị gọi là trở thành đối tượng để nghi ngờ. Lý do tại sao là tại vì lúc mà ông Thưởng ông lên Sài Gòn đi học thì và lên như diều á, lúc ban đầu sự nghiệp á, thì lúc đó ông Kiệt á, trong thập niên 90 ông đang là thủ tướng, và sau khi ông làm thủ tướng rồi ông quay trở về Sài Gòn thì ông vẫn còn ảnh hưởng rất là nhiều ở Sài Gòn, cho nên thời gian đó là ông Thưởng đang lên. À, thì người ta mới nghi ngờ là vậy. Cho nên nếu không phải là con của ông Kiệt thì cũng là một đệ tử trong một những người mà gọi là được chấm để mà đào tạo từ lúc nhỏ. Và bây giờ thì cũng đang ở, biết đâu ông Kiệt ông có gửi gắm trong cái guồng của ông Trọng. Có một điểm mà phải nói là ông Thưởng, con đường của ông Thưởng khác với ông Võ Văn Kiệt. Ông không có một cái kinh nghiệm gì về mặt kinh tế, không phải là một cán bộ chuyên môn trong ngành kinh tế tài chánh hay là trong ngành xây dựng như vậy, như so với những người mà lên sau này. Ổng xuất thân là một sinh viên đại học học môn triết học nữa, thành ra có là cái điểm này á, làm cho ổng triết học Mác Lênin nữa. Đáng lẽ là một người rất là giáo điều, nhưng mà cái hoàn cảnh lớn lên ở trong Sài Gòn và sinh hoạt trong đoàn thanh niên Sài Gòn, đoàn thanh niên ở Sài Gòn, cho nên á, ổng không có cái cách nói chuyện ổng thì nó không có bị nặng ký giống như là ông chồng à, thì có lẽ là ở cái điểm này mà ông vừa lấy lòng được ông chồng mà lại vừa lấy lòng được một số những người ở miền Nam, nhất là trong cái giới báo chí. Phần nữa bây giờ chúng ta đó là đời đời tư của ông ạ. Bây giờ thì thực tế chúng ta thấy một điều thế này này. Nếu nói cách mạng là thay đổi, chúng tôi nhắc lại, nếu nói cách mạng là thay đổi thì thưa anh, đây có là một sự thay đổi hay không? Đúng vậy, cái chức vụ chủ tịch đó, thì nó không có quan trọng đương nhiên là không bằng tổng bí thư, và trong cái guồng máy của Việt Nam, chính trị Việt Nam thì tổng bí thư là người nắm quyền lực cao nhất. Cái người mà nắm cái túi tiền đó, nhiều nhất đó là thủ tướng, điều hành kinh tế mà của cái guồng máy chính quyền. Như vậy thì chủ tịch nước làm cái gì? Thời xưa thì chủ tịch nước chỉ là ngồi chơi xe nước thôi, thời ông Tôn Đức Thắng rồi đó. Về sau này thì nó có quyền lực hơn, thì chủ tịch nước á, như qua những nhiệm kỳ sau này như là ông Trương Tấn Sang, như ông Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi chẳng hạn, thường cũng được đại diện đi ra ngoài trong những cái chuyến đi thăm ngoại giao rồi nè, có cái quyền, có cả cái được coi như là cái khuôn mặt đại diện cho cả nhà nước Việt Nam, làm nhiều công tác có ảnh hưởng về mặt ngoại giao. Nhưng mà ở trong nước thì chủ tịch nước không có quyền lực như là thủ tướng đâu. Cái quyền lực thực sự của những người chủ tịch nước á, là ở cái chỗ là họ là một trong những ủy viên mà chóp bu ở trong bộ chính trị, như trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc, và ông Thưởng bây giờ sẽ là có lẽ sẽ là nhân vật số 3 hoặc là số 4 trong bộ chính trị luôn. Thì cái nặng ký là ở chỗ đó, đó
là ở chỗ là họ là một trong thành viên của tứ trụ, thì trong những cái buổi họp của Bộ Chính trị họ có cái ảnh hưởng lớn. Trường hợp ông Thưởng thì tại sao ông lại nhận cái chức chủ tịch này? Lên làm chủ tịch đó, có lẽ là không còn hy vọng làm thủ tướng nữa, tại vì đã đi lên đi lố rồi, không có chủ tịch nào xuống làm thủ tướng hết, cho nên mất cơ hội rồi, suốt đời này. Còn có cơ hội làm tổng bí thư không? Có thể, nhưng không phải trong nhiệm kỳ tới đâu. Ông Thưởng thì ông đủ khôn để ông biết là trong cái cuộc mà tranh đua gay gắt bây giờ, ông mà thò đầu ra đó thì sẽ bị chặt liền. Thì để cho mấy đàn anh tranh nhau trước đi. Ông sẽ cái việc mà ông từ trong cái ban thường vụ, từ trong cái ban bí thư hiện giờ mà đi lên làm chủ tịch nước, tức là giao công tác bên đảng lại, là một cách để ông tránh được cái họa nếu có sắp tới trong cuộc tranh chấp sắp tới này giữa hai ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ. Thì ông Thưởng lên làm chủ tịch, tức là ông đứng ra khỏi cái cuộc chạy đua này, thì ông mới được yên thân. Có hai điều mà chúng ta thấy là thực sự ông ấy cũng cái kiểu mà nói theo Việt Nam chúng ta thường nói biết mình biết ta đó. Thì ông cũng không muốn dính dáng vào cái đòn phép giữ. Thực sự bây giờ chúng ta thấy rằng ở Việt Nam vẫn còn có hai phe rõ ràng như vậy. Và giờ ông bây giờ thứ nhất là không muốn nghiêng về phe nào cả, tại vì chưa chắc thì ông ngay nghiêng về phía A mà đã thành công hay nghiêng về phía B đã thành công. Bây giờ cái điều quan trọng là vấn đề ông giữ cái ghế của ông đã. Điều thứ hai là cũng có vấn đề để ông xem cái uy tín của ông nó sẽ như thế nào, nó tạo được ảnh hưởng như thế nào rồi với bước tới. Bây giờ chúng ta cũng nói là không ai cấm chúng ta suy nghĩ hay nói rằng bảo rằng bây giờ chỉ là bình mới rượu cũ, không ai cấm chúng ta nói chuyện đó, không ai cấm chúng ta nói suy nghĩ chuyện đó, và cũng không nói rằng cái chuyện nói như vậy là sai đó. Nhưng mà thực tế chúng ta rằng nếu chúng tôi vẫn trở lại này, nếu cách mạng là thay đổi định nghĩa đúng như vậy thì chúng ta thấy là có sự đổi mới. Vậy thì cái việc đổi mới đó là gì? Rồi cho là bình mới rượu cũ đi nữa thì ít nhất là có sự thay đổi bình mới, đặc biệt vấn đề giới trẻ, thì anh nghĩ thế nào? Đây là một cái bước mà bên phía Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam trong đó có ông chồng, họ muốn thử trước. Trong ba chức vụ quan trọng nhất thì từ tổng bí thư, thủ tướng và chủ tịch, thì họ đem cái ghế mà nó tương đối nó an toàn nhất, họ thử, đó là cái chức chủ tịch nước. Tại chức này nó nặng về nghi lễ, và nếu có ảnh hưởng chỉ về mặt ngoại giao thôi, cái khuôn mặt biểu tượng đại diện cho cả nước đi ra ngoài để tiếp xúc với các quốc gia ngoại quốc. Trách nhiệm không quá nặng như là cái chuyện mà điều hành chính phủ, điều hành cả cái vùng máy kinh tế, đó là cái công việc của ông thủ tướng. Và cái công việc tổng bí thư thì quá nặng rồi trong cái hệ thống của họ, cho nên họ không dám trẻ trung hóa toàn bộ, nhưng mà họ đem cái chức mà nó an toàn nhất ra họ thử, thì họ đưa cái khuôn mặt của ông Võ Văn Thưởng ra. Nếu thành công thì đây là cái bước là họ lấy điểm, đây là sẽ là cái khuôn mặt mới của chế độ. Mà thực sự bên trong thì họ không cần phải thay đổi gì nhiều hết, tức là ông Thưởng đóng một cái vai gọi là diễn viên đại diện cho cái đoàn kịch này, và đứng ở một cái vị trí về mặt hình thức thì nó quan trọng nhất nước mà, đây là nguyên thủ quốc gia. Thì ông nếu mà ông đóng được vai hay thì tốt, ông sẽ đóng trọn vai. Mà nếu mà ông đóng không khá thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái cốt lõi của cái chế độ. Mình là đó là lý do mà ông chọn ông Thưởng ra. Thưa anh, nhìn như vậy thì chúng ta thấy rằng tạm gọi chữ trẻ Trung Hoa đấy, ít nhất hình thức, như vậy thì có tạo được sự ảnh hưởng nào trong cái nghĩa là trẻ Trung Hoa đó, thứ nhất đối với người dân rồi những thành phần mà cốt cán trong đảng, cũng như là cái thành phần mà là cán bộ của đảng, có ảnh hưởng không? Có, đó là mục tiêu mà họ đưa ông Thưởng ra. Mà cái chức năng, cái bổn phận của ông là gì? Đây là khuôn mặt mới của chế độ. Mà tưởng tượng ông thay thế một ông Nguyễn Xuân Phúc, mình không nói xúc phạm đến ông Phúc, cho dù bất đồng chính kiến, nhưng mà thực sự ông Phúc ông ăn nói rất là gọi là quê mùa thẳng ra, vì ông là người Quảng Nam mà, và ông lớn lên trong cái thời chiến tranh nữa, cho nên cho dù ông có đi học ở Nga về nữa, cái cách nói chuyện ông là cách chuyện người bình dân, nó không phải là thời đại mới, vì nên đám trẻ trong nước nó chê ông nhiều lắm. Ông ra ngoại quốc thì vì không có quen với lại cái cung cách ngoại giao ngoại quốc, cho nên ông cũng làm những cái mà
nó không có đẹp cho chế độ. Thì bổn phận của ông Thưởng là phải đổi khuôn mặt đó. Ông là cái nhân diễn viên mà đại diện cho chế độ, cho nên đó, ông phải, người ta mong là ông sẽ lấy lòng được cảm tình của thế giới là một. Thứ nhì đó là đem lại một cái sinh khí, một cái sự lạc quan cho những người dân ở Việt Nam, mà đa số là những người sinh nhỏ hơn ông Thưởng nữa, đa số là những người sinh sau năm 75 luôn. Việt Nam là một cái gia trẻ mà, cho nên đó, cho dù ổng không được là một thần tượng của đám trẻ nữa, thì ít nhất đó, những người người ta muốn dùng cái hình ảnh của ổng để mà họ xoa dịu, làm cho cái giới trẻ người ta thấy cũng là đỡ bất mãn hơn, thay vì một ông như là Nguyễn Xuân Phúc, hay là còn tệ hơn nữa là một ông tướng, cựu tướng công an như là ông Trần Đại Quang. Thì chúng ta cũng nhìn thành thật mà nhìn nhận thấy một điều thực tế là ông Thưởng đó, cho đến bây giờ mình chưa biết là sẽ có những khui ra như thế này thế khác, nhưng cho đến bây giờ ông không dính dáng gì. Tôi nhắc lại, cho đến bây giờ nha, cũng chưa thấy có một cái tin gì về ông Thưởng là dính dáng về vấn đề mà tiền bạc, hay là nói một cái cụ thể là tham nhũng. Cái điều thứ hai là cái đời tư của ông thì cũng không có dính dáng gì về vấn đề mà có tư cách mà là nó không đủ tư cách cả. Ví dụ có thể là chuyện đàn bà con gái vân vân, nói như vậy là thiếu đạo đức cách mạng, thiếu đạo đức cách mạng đó. Thì ít nhất nhìn hai cái khía cạnh đó thì ông Thưởng chưa phải là một người mà giới trẻ ngưỡng mộ, nhưng mà có phần dễ tạo ra sự tin tưởng. Anh có nghĩ phải không? Dạ. Lấy ví dụ một cái đơn giản như trường hợp ông Tô Lâm đã lỡ bị quay phim ăn nhậu rồi, và mấy ông lớn Việt Nam thì đi ăn nhậu là chuyện thường, thì ông Thưởng này đỡ được cái đó. Còn về chuyện tham nhũng thì cho đến bây giờ chưa bị có vụ nào mà bị tai tiếng về tham nhũng hết, có chưa bị lên báo. Một phần là tại vì suốt đời ông cũng chưa có giữ cái chức vụ gì mà nó có liên hệ quan trọng trong ngành kinh tế, cho nên cho dù muốn ăn thì cũng chưa có cơ hội, chưa có bị đưa, thì ông thoát được nhờ cái đó. Và có hai yếu tố quan trọng nữa là trong mấy năm vừa rồi, nhất là từ ngày ra Hà Nội đó, thì có vẻ giống như ông trở thành một cái cánh tay của ông chồng, và được ông chồng bổ nhiệm ở trong cái ủy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng luôn. Cho nên trong cái thế đó thì muốn ăn cũng không dám ăn. Kính thưa quý khán giả, như chúng tôi đã thưa là đây một hiện tượng có cái tính cách mới, nhưng mà sẽ đem đến được kết quả như thế nào, và có thay đổi được thực sự cái bộ mặt của nhà nước Cộng sản hay không, nhất là có thay đổi được cái đường lối hoặc là cái những cái hoạt động mà của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, và đặc biệt là xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung như vậy, nó sẽ như thế nào. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn tích cực hay là tiêu cực, chúng ta cũng phải chờ thời gian mà thôi. Cảm ơn quý khán giả. Chúng tôi mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại Góc Thời sự hôm nay.